không dừng lại. Nghe ở đâu có những bậc danh ca về âm nhạc cổ truyền, chị đều tìm đến để học hỏi, trau dồi thêm về nghề nghiệp. Bà Hà Thị Cầu, một nghệ nhân hát sẩm nổi tiếng một thời ở vùng Đồng Chim Trũng, Ý Yên, Nam Định, chị cũng tìm đến, để rồi đắm mình trong những bài Hà Liễu, Quê Tình mà thường ngày các chiếu sẩm vẫn hát. Nhưng tiếng hát của người nghệ nhân tuy tuổi đã xế chiều này lại là một thứ nghệ thuật đích thực, một thứ nhập tâm nhưng lại vừa phiêu linh huyền bí, mang tâm trạng của người con gái tài sắc mà số phận đầy những đoạn trường truân chuyên. Hình như ở chị và người hát sẩm nổi tiếng một thời có sự đồng cảm của một kiếp người. Mẹ thời mà cay đắng, dạ mẹ thời heo hon bỏ cơm ăn, không biết miệng ngoài lưỡi có nơi lòng mẹ đắng cay mà chua xót. Và con đêm ngày sáng đến hai ân công cha mẹ mẹ